Từ lúc tôi còn rất nhỏ, sách đã luôn là người bạn đồng hành với tôi trong cuộc sống, và thư viện tỉnh là nơi mà tôi chọn đến để thả hồn vào những trang sách bất cứ khi nào tôi có thời gian. Hôm ấy, tôi đến thư viện tỉnh đúng vào lúc diễn ra ngày hội sách. Bước vào phòng trưng bày, tôi dường như bị choáng ngợp bởi hàng trăm tên sách mới đang chào đón tôi. Bỗng, tôi bắt gặp cuốn sách Tôi, Tương lai và Thế giới ở khu trưng bày sách kỹ năng sống. Nhìn trang bì và tên sách đã làm cho tôi cảm thấy thích thú, và tôi quyết định đọc nó. Khi bắt đầu lật từng trang sách đầu tiên thì nội dung cuốn sách đã cuốn hút tôi thật sự. Và các bạn có biết không, sự cảm nhận của tôi ban đầu về cuốn sách Tôi, Tương lai và Thế giới quả đã không sai. Tôi thiết nghĩ bất cứ người trẻ nào cũng nên đọc cuốn sách này, và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cuốn sách này cùng với các bạn nhé. Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các bạn về tác giả của cuốn sách. Các bạn ạ, tác giả Nguyễn Phi Vân tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Úc, đã từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong các tập đoàn như Giám đốc Marketing Quốc tế, Tổng Giám đốc Châu Á-Thái Bình Dương, Giám đốc Phát triển Toàn cầu. Cô đã sinh sống và học tập tại hơn 80 quốc gia và tham gia cố vấn nhiều chương trình phát triển doanh nghiệp, phát triển nhượng quyền quốc tế, phát triển kinh tế sáng tạo cho các chính phủ khu vực. Có thể nói đây là cuốn sách được ra đời vào đúng cái thời điểm cần thiết nhất đối với Việt Nam, nhất là với những người trẻ, khi mà môi trường sống của chúng ta đang thay đổi với tốc độ chưa từng có do cuộc cách mạng 4.0 đem lại. Để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 do Liên Hiệp Quốc đề ra, thì người trẻ, họ chính là tương lai, nhà lãnh đạo của hiện tại không thể thiếu. Vậy, làm thế nào để phát triển được tiềm năng của những người trẻ một cách tốt nhất trong thế kỷ 21 này? Bằng những trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình, tác giả sẽ đồng hành và giúp cho chúng ta hiểu rõ nhất những kỹ năng và phẩm chất mà người trẻ cần, không chỉ để tồn tại, mà còn để phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 phát triển như vũ bão. Sách được nhà xuất bản Thế giới phát hành năm 2019, in trên khổ giấy 14x21cm với 379 trang, gói gọn trong 13 chương. Tác giả sẽ cho bạn đọc nhìn thấy một cách tổng thể và bao quát nhất về xã hội, thế giới ngoài kia, để từ đó định hướng và dẫn lối cho chúng ta cùng nhìn về những thứ mới mẻ nhất, để cùng hòa nhập với sự thay đổi đến chóng mặt của thế giới công nghệ 4.0. Trong sự thay đổi ấy, luật tiến hóa của vạn vật sẽ là tấm lưới chọn lọc những ai đang tồn tại. Đó không phải là người thông minh nhất, cũng không phải là người mạnh nhất, mà là người có khả năng thích nghi cao nhất. Tôi, Tương lai và Thế giới sẽ giúp cho tất cả chúng ta rút ra được những kinh nghiệm sống và những bài học quý giá mà chúng ta cần phải chuẩn bị để không bị đào thải bởi luật tiến hóa. Lật từng trang sách, các bạn sẽ được tác giả dẫn lối để đi vào từng chương một cách nhẹ nhàng nhất. Đầu tiên, với cách phân tích, nêu dẫn chứng xác thực, kèm theo hình ảnh minh họa rõ nét nhất, tác giả đã gợi ra trước mắt ta toàn cảnh những chuyển động của thế giới mà chúng ta phải từng bước bắt kịp. Để thích ứng được trong thế giới công nghệ, đầu tiên chúng ta phải có một nền tảng thật sự vững chắc. Vậy, nền tảng ấy là gì? Câu trả lời các bạn sẽ có ngay tại chương 2 của cuốn sách với tên gọi Học cả đời, nền tảng quan trọng nhất để hội nhập tương lai. Như vậy, nền tảng mà các bạn cần có đó chính là kiến thức. Nhưng kiến thức thì từ đâu có được? Đó chính là quá trình chúng ta phải học tập, tích lũy qua trường học, sách vở và cuộc sống. Vậy chúng ta học như thế nào? Cách áp dụng kiến thức vào thực tế của mỗi cá nhân ra sao? Học là chuyện cả một đời. Nếu chúng ta dừng lại một ngày, thì một ngày thế giới sẽ bỏ xa chúng ta mấy ngàn năm ánh sáng đó các bạn ạ. Tất cả chúng ta đều bắt đầu có điểm xuất phát giống nhau. Có chăng chỉ khác ở cái cách tư duy đóng hay mở của mỗi người để áp dụng sao cho phù hợp với sự phát triển của thế giới. Mọi người có suy nghĩ gì về cuộc cách mạng 4.0 nào? Là đoàn quân máy móc? Là những chiếc xe bay hay công nghệ số? Hay là robot sẽ thay thế con người trong tương lai? Vậy các bạn sẽ không có việc làm sao? Chúng ta sẽ phải làm gì trong 10 hay 20 năm tới nhỉ? Tương lai là một điều bất định mà chúng ta không thể biết trước được, đúng không các bạn? Tuy nhiên, lại có rất nhiều dự đoán cũng như sự chuẩn bị dành cho nó. Vậy chúng ta lấy gì để tự tin so sánh với những cỗ máy di động kia? Khi mà máy móc trở nên hiện đại hơn, làm việc hiệu quả hơn, chính xác hơn mà giá thành lại thấp hơn. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự phát triển về trí não, phát huy hết năng lực mà chúng ta đang có. Trong đó, quan trọng nhất là các công cụ bao gồm tư duy phản biện, kỹ năng sáng tạo,
đối thoại giao tiếp với mọi người, kỹ năng hợp tác, trí thông minh cảm xúc. Điều làm tôi cảm thấy thú vị nhất và muốn chia sẻ cho các bạn ở chương 10 của cuốn sách đó là phẩm chất người trong thời đại máy. Nhắc đến trí thông minh công nghệ, chúng ta không chỉ bàn đến cách sử dụng các thiết bị công nghệ mà còn là khả năng ứng biến, phân tích những nội dung mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Có ai biết trước tương lai sẽ như thế nào và mọi thứ sẽ xoay vần ra sao? Rồi chúng ta sẽ phải làm gì để tìm được vị thế của mình trong cái thời đại giao thoa chồng chéo giữa những cực đoan thử thách của nhân loại? Chúng ta phải làm gì để sống và làm việc có mục đích, hy vọng gì ở tương lai? Hay chúng ta phải rèn luyện như thế nào để tự tạo hứng thú trong cuộc sống hiện đại, vân vân. Sẽ còn hàng ngàn các câu hỏi khác nữa dành cho chúng ta nếu như chúng ta không biết cách hòa nhập, học tập, sống và làm việc một cách nghiêm túc, thì lẽ đương nhiên khả năng chúng ta bị tụt lại ở phía sau và nhường bước cho một thế giới công nghệ người máy phát triển, đúng không ạ? Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn đã từng nghe về chỉ số EQ rồi chứ nhỉ? Vậy EQ đóng góp gì vào thành công của mỗi cá nhân? Chương 11 của cuốn sách sẽ đề cập đến vấn đề EQ, trí thông minh cảm xúc được quan tâm trong thời gian gần đây và được nói nhiều trên thế giới. Việc các bạn có EQ cao, EQ tốt, tức là các bạn có một khả năng tương tác tốt với người khác, cũng như là thấu hiểu bản thân của mình, từ đó cuộc sống của các bạn sẽ cân bằng hơn, thoải mái hơn. Vậy EQ có rèn luyện được không các bạn? Xin thưa là có nhé. Thông qua 4 kỹ năng và phân thành 2 loại, năng lực cá nhân và năng lực xã hội. Các bạn có biết không, trong thời gian gần đây, những từ ngữ như công nghệ 4.0, toàn cầu hóa, nguy cơ mất việc trong tương lai bỗng chốc đã làm cho tôi và các bạn cảm thấy hoang mang, đúng không nào? Đừng vì những vấn đề này mà làm cho chúng ta mất phương hướng các bạn nhé. Tương lai của tôi và các bạn là do chúng ta quyết định. Thông qua cuốn sách Tôi, Tương lai và Thế giới, với những trải nghiệm trong cuộc sống, tác giả Nguyễn Phi Vân đã giúp cho tôi và các bạn vượt qua không gian và thời gian để có được một cảm nhận cho những thay đổi hàng ngày trong cuộc sống. Cuốn sách cung cấp cho các bạn về kiến thức, kỹ năng, về thái độ sống tích cực và đặc biệt là kỹ năng tự học. Làm thế nào để bạn chuẩn bị cho bản thân mình một cách tốt nhất mà không bị tụt lại phía sau? Đó là điều mà tác giả Nguyễn Phi Vân muốn truyền tải. Tôi, Tương lai và Thế giới xứng đáng là một trong những cuốn sách gối đầu của các bạn trẻ, người kinh doanh, các nhà giáo dục, những người khởi nghiệp và cả những người lãnh đạo, những người làm chính sách để có được một sự chuẩn bị chu đáo cho một tương lai tốt đẹp. Đây là một cuốn sách dễ đọc, dễ hiểu và dễ thực hành. Các bạn hãy tìm đọc và trải nghiệm cùng sách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.